Xin chào anh em nha. Rất vui được gặp lại anh em trong một clip mới. Nhìn từ đại clip chắc anh em biết rồi đúng không? Hôm nay thì Đăng Linh sẽ lên một mẫu máy Benz mới, mẫu 2024. Đây là mẫu là mẫu Grab, Grab phiên bản 2. Thì anh em nào đã nhớ con Grab 1 thì biết đúng không? Nó màu đen và chữ xanh, và nói chung là nó trang trí, các đường nét trang trí nó màu xanh. Còn mẫu này thì đen và kết hợp với vàng gold thì khá là đẹp, anh em thấy không? Đó, và đặc điểm là con Ben này á, năm nay về giá rất là mềm luôn. Đó, giá rất là mềm luôn, con size 6.000 bên em hiện tại đang bán 1 triệu rồi. Giá cũng rẻ ngang máy tàu luôn. Mà về độ khỏe, độ bền thì chắc là em xem anh, các anh em nào đã chơi rồi thì chắc không bao giờ có gọi là luôn, chắc phải đồng ý với em là không có con máy nào mà khỏe con Ben và bền con Ben được. Đó, có anh em nào mà nói chung là các anh em là những người anh em trẻ trẻ thì thường rất thích những độ hào nhoáng, những cái máy là rất đẹp rồi. Công nghệ này công nghệ kia, nhưng mà thực ra đối với anh em nào mà đã chơi lâu năm đó, đặc biệt là anh em lớn lớn tuổi như mình ấy, thì đã chơi qua Ben thì đều biết là Ben nó về gọi là cái đủ bền khỏe cực kỳ, gọi là vô địch luôn. Những ai đã chơi qua Ben thì không bao giờ biết được gọi là cái triết lý và cái gọi là độ khủng của Ben đó. Thực ra mỗi hãng câu hãng mang đồ câu thì đều có triết lý thiết kế riêng đó, như Daiwa, Shimano thì mượt nghĩa vân vân, cái đó thì mình không bàn nữa. Còn riêng Ben là triết lý thiết kế của nó cực kỳ đơn giản luôn, khỏe bền và dễ bảo dưỡng đó. Khỏe và bền thì mình không nói nữa đúng không? Đặc điểm của Ben là cực kỳ dễ bảo dưỡng đúng không? Nó không phải như cái máy khác là phải vệ sinh yêu cầu này cầu kia quá cầu kỳ. Cái cấu tạo của Ben nó cực kỳ đơn giản, chuyên dẫn tới là quá trình bảo dưỡng dễ lắm. Đây nha, như con này đúng không? Mình tháo tay quay ở đây, con đây gầm 1, 2, 3 nhấc cái này ra, ở dưới nó còn một lốc nữa tháo ra. Ở trong này á, mình cứ chét mỡ dày là được đó. Ben nó không như máy khác là phải cho đúng định lượng đó, như rồi là đúng loại mỡ, chẳng như dòng này phải cho mỡ này mỡ kia, rồi cho ít thôi cho nhiều thì nó sẽ lặng rồi tùm lum cái thứ mệt lắm. Còn nó Ben này các bác cứ mở ra mua đúng cái loại mỡ Ben bảo dưỡng á, một hũ thế này là có 100, 120 á, một cái hũ đấy chắc có phải được đến 25 không hết được đâu. Chét vào đầy vào là được đó. Những cái này chịu khó lâu lâu đây, những runner này, những cái này lâu lâu châm cho tí dầu vào, bảo đảm là chơi đến 10 năm nữa, mua con máy chơi đến 10 năm nữa anh em mới kịp lại. Còn tất nhiên nếu mà xui mà trường hợp mà rơi nước hay là rơi bể thì cái đấy thì mình này tính vào trường hợp tai nạn đúng không, đâu có ai tính cái đấy đó. Còn anh em nào đã chơi Ben này thì không phải nghĩ luôn đó. Giá cực kỳ rẻ luôn, 6.000 này không 1 triệu đâu, 5.000 thì giá 50 đó. Còn ở đây em còn có đây con 5.000 đây, đây 5.000 thì nhỏ hơn một chút, đây là 6.000 này, đây 5.000 này nhỏ hơn một chút này, đây có 4.000 luôn đó. Và đây có 4.000 này đó. Và đây còn có 2.500 luôn nè, 2.500. Anh em là đi quánh lăng xê trong ao hồ hoặc là đi club này, ui giời đừng nghĩ sao luôn, cái này nó khỏe lắm, bàn đánh thì gọi là cứ lém lặng tay không vấn đề gì hết luôn đó. Nó đó, đó giá thì siêu rẻ luôn. Trên mẫu này thì em sẽ khẳng định được cái giá này thì gần như không thể nào có đối thủ trên thị trường được. Máy tàu có thì mình không tính, còn các thương hiệu thì Daiwa, Shimano đâu có còn làm gì đâu. Một vài thương hiệu gần đây mà nổi lên như là Toro hay Rani thì em thấy các bác thì nói chung là mỗi anh em một sở thích thì thôi, mình cũng kệ thôi. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà thực sự nếu mà chỉ nghĩ đến bền khỏe rồi châu bổ thì nên nghĩ đến chọn cái con Ben này đầu tiên. Đó, còn như là máy kia thì tất nhiên là nó sẽ phù hợp thị hiếu của anh em nào trẻ trẻ hơn, hào nhoáng, thích máy đẹp đủ các thứ đây. Đó. À quên đấy, tính click này. Đó, tính click này của nó hay nha, không kém, không kém đâu. Đó, đây code đây, thích anh em xem, thích kèm code đây. Đây con 5.000 nha. Đó, code đây này. Thấy không? Cái code chà bá mà cơ bản là cái code quan trọng nhất, không phải là cái code to mà quan trọng là cái chất liệu của nó. Đó. Đây, anh em nhìn cái con ốc này của nó đây. Đó, quan trọng nhất là của thằng Ben đó là cái ốc của nó, là cái ốc cái code của nó, cái nhông cái cốt nó là bằng thép inox 304, không phải như mấy loại kia đâu. Loại kia thì các bác nhìn to đấy, nhưng mà thực ra lỗi là loại thép lõm, rồi đi biển một thời gian là biết mặc nhau ngay à. Đó, các bác phải ra chiến trường những đánh nước ngọt, thực ra đánh nước ngọt nó đơn giản lắm, các bác phải ra những chiến trường như kiểu nước lợ hoặc là anh em là đánh cha cha bần hoặc đánh bung lau ở cửa biển đúng không, hay đi biển thì mới biết được cái máy nó tốt hay không. Còn thực ra đánh nước ngọt đó, thì cái điều kiện nước ngọt nó đơn giản mà, trừ khi mà trường hợp mình rớt nước này hay là rơi bể thì mình gọi tính là trường hợp tai nạn thì nó lại đơn giản quá. Đó, còn đâu ra những cái môi trường khắc nghiệt như nước phèn hoặc là
nước lợ, nước biển thì quần nào xịn, quần nào lỏ, nhanh biết lắm. Và trên tại sao những thương hiệu lớn của nó ở đấy quên đấy. Là những câu chuyện luôn. Thì về rất nhiều của anh em thì nhà idol, các idol TikTok, idol Facebook, idol trẻ trẻ thôi các bác. Kiểu như các bạn này mới lên các bạn cũng ngáo đá lắm, nó ngáo đá thì hơi quá, kiểu cũng háo danh, các bạn cứ tuyên bố là thương hiệu, nó chỉ đắt về cái thương hiệu. Đó, đắt chỉ về thương hiệu chứ nó không tốt thì sai lầm to. Người ta muốn có thương hiệu người ta phải có thời gian, đúng không? Phải có thời gian, người ta phải gây dựng trong nhiều năm. Như thằng Ben này lịch sử nó hàng trăm năm. Đó, có những thương hiệu lớn như Daiwa nó cũng sáu mấy cả 70-75 rồi. Shimano ra đời sinh sau đẻ muộn cũng được bốn mấy năm. Còn Abu Garcia thì nó mới kỷ niệm 100 năm cái đây 235 gì đúng không? Đấy, còn nhiều thương hiệu nó còn lâu đời hơn. Đó, tức là hàng trăm năm giữ gìn mới có những thương hiệu lớn và lâu đời như thế. Đó, còn đâu mình cũng chỉ đơn giản đấy thôi. Đó, mình ai thì mình không nói đâu, nhưng mà các idol giới trẻ đúng không? Các bạn gọi là hàng thương hiệu đắt về cái thương hiệu. Ok, mình đồng ý, luôn. Đó, thế vì cái sao các bạn khi các bạn có tiền rồi. Đó, xe thì các bạn mua SH, thậm chí có ông thì mua ô tô cũng không chịu mua xe cỏ mà đi mua những BMW đúc cơ. Đó, rồi đồng hồ các bố xong mua mấy cái thương hiệu nhỏ nhỏ thôi. Đó, đeo những đồng hồ là Omega, The Long Lead, rồi cái thứ thế. Thế tại sao các bạn bảo thương hiệu đắt, thương hiệu mà mua nhẫn cỏ thôi, mua nhẫn cỏ thôi, mua đồng hồ cỏ thôi, rồi đi xe máy thì đừng đi SH nữa, đừng đi Honda, đừng gì phân khối lớn nữa, sao không mua mấy con xe rẻ rẻ thôi, đi cho rẻ đúng không? Đó, hay ô tô cũng thế, đừng mua gì đó, mua mấy con xe rẻ thôi, sao thì cũng để mua BMW rồi mua mấy thằng kia làm gì đúng không? Đó, chứng tỏ là các bạn thực ra các bác lời bác bất nhất một cái thương hiệu người ta gây dựng lâu năm rồi đó, không phải là vô cớ. Đó, còn đâu tất nhiên đây thì mình bán hàng thì mình quảng cáo để anh em cũng trả tin, nhưng mà anh em cứ chơi Ben đi, chơi Ben thì biết là khác biệt nha. Rồi, cảm ơn các bạn.